Và bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 7 của Chiến tranh và tình yêu, bút ký chiến trường của thượng sĩ nhảy dù Hoa Không Giang. Sau khi làm thủ tục nhập viện và nhận đầy đủ những quyền lợi mà người thương binh được hưởng, tôi thay bộ quần áo thương binh cất đi và mặc bộ quân phục đón xe chạy về nhà, vì nhà tôi cách xa bệnh viện chỉ hơn 10 cây số. Khỏi nói ra đây sự vui mừng của gia đình tôi, bạn bè tôi, hàng xóm láng giềng khi thấy tôi đột ngột trở về được bình an lành lặn như thế này. Đời lính nhảy dù tác chiến không gì nguy hiểm gian khổ hơn, nhưng cũng không gì ưu đãi hãnh diện huy hoàng cho bằng lúc bị thương nằm bệnh viện. Mọi chế độ quyền lợi cao hơn lúc khỏe mạnh hành quân, một sự an ủi tinh thần cho những người không may mắn đã hy sinh một phần thân thể xương máu mình để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 là một chiến dịch lớn, lần đầu tiên quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức một cuộc hành quân tiến sâu vào lãnh thổ nước bạn là Lào đến 60 cây số mà không có sự hiện diện của cố vấn Mỹ, quân đội Mỹ chỉ yểm trợ hỏa lực bằng không quân và pháo binh, do đó cả nước miền Nam Việt Nam quan tâm theo dõi sự chiến đấu sống còn của các lực lượng tham chiến, mà chủ yếu là sư đoàn nhảy dù. Hàng ngày báo chí đưa tin những cuộc đụng độ giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Bắc Việt. Ngay cả việc Đại tá Thọ và toàn bộ chỉ huy lữ đoàn 3 nhảy dù bị bắt sống sau khi căn cứ 31 bị thất thủ cũng được đưa lên trang nhất. Mặc dù báo chí bị kiểm duyệt, nhưng những tin tức không được bưng bít, dù bài đăng đó bất lợi cho quân đội, nếu bản tin đó là đúng và chính xác. Tôi nằm bệnh viện được vài ngày thì ôi thôi, đủ mọi phái đoàn tổ chức thăm hỏi, anh em thương binh. Nay phái đoàn của Hạ Nghị Viện thăm, mai phái đoàn của Thượng Nghị Viện thăm. Cứ mỗi lần phái đoàn đến thăm là một phần quà, trong đó nào là kem đánh răng, xà bông tắm, bánh kẹo và một phong bì 500 đồng hay 1.000 đồng, tùy theo phái đoàn ấy là ông to hay ông nhỏ. Phái đoàn của Chủ tịch Lưỡng viện, Tối cao Pháp viện, Quốc hội, Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phái đoàn của Phu nhân Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ và rất nhiều cơ quan trong cuồng máy chính quyền nồm nộp đến thăm. Các đơn vị dân sự, các tôn giáo như Công giáo, Tin lành, Phật giáo, các trường học kết nghĩa với sư đoàn nhảy dù, các trường học nhận đỡ đầu cho các tiểu đoàn nhảy dù, trường nữ trung học lớn như Gia Long, Trưng Vương, giới văn nghệ sĩ, ca sĩ cũng lần lượt ghé thăm tặng quà. Những cuộc viếng thăm, ủy lạo anh em thương binh kéo dài liên tục cả tháng trời như vậy, tôi không nhớ rõ là ngoài những phần quà ra tôi được bao nhiêu tiền nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi được một số tiền khá lớn, vài chục ngàn. Vì tôi bị thương nhưng vẫn đi lại bình thường, nên hàng ngày sau khi bác sĩ khám vết thương và y tá cho thuốc uống xong, băng bó vết thương lại, tôi thay quân phục đi chơi đây đó hay về với cha mẹ anh em. Có lần tôi đang thay đồ bệnh nhân để mặc quân phục đi chơi, thì nghe có phái đoàn đến thăm. Thế là tôi vội vã thay lại đồ bệnh nhân và nằm trên giường bệnh của mình, như chết đến nơi rồi để lãnh quà. Chế độ ăn uống của thương binh rất cao, khi khỏe mạnh ở đơn vị, đi hành quân, tiền cơm hàng tháng tôi phải trả là 6.000 đồng một tháng, nhưng nằm bệnh viện tiền cơm gấp đôi, tức 12.000 một tháng, nhưng tôi không phải trả số tiền cơm đó. Ngoài ra, tùy anh em thương binh, ai ăn cơm thì đã có tiêu chuẩn rồi, ai không thích ăn cơm thì báo, để đổi phần ăn là cháo hay sữa. Trong thời gian tôi nằm bệnh viện, Đăng Thùy, người yêu và là vợ sắp cưới của tôi, có ghé vào bệnh viện thăm tôi một lần. Không phải Đăng Thùy không quan tâm đến tôi, mà ghé thăm để cho biết bệnh viện Đỗ Vinh của nhảy dù như thế nào. Bởi trong thời gian tôi nằm bệnh viện, hầu như đêm nào tôi cũng qua chơi bên nhà Đăng Thùy, vì nhà tôi và nhà Đăng Thùy chỉ cách nhau không quá 500 mét. Vì bệnh viện rất gần với hậu cứ tiểu đoàn của tôi, trại Thạch Văn Thinh, nằm ở đường Cộng Hòa bây giờ,
Cho nên ngoài những lúc nằm bệnh viện, tôi cũng hay ghé tiểu đoàn xem tình hình anh em bạn bè ra sao. Có lần tôi về tiểu đoàn chơi, nhằm đúng ngày đơn vị tổ chức lễ truy điệu và cầu siêu cho những anh em đã hy sinh và bỏ mạng tại chiến trường Hạ Lào. Tại sân cờ tiểu đoàn, nhìn danh sách những anh em đã hy sinh và mất tích mà tôi phát sợ. Tiểu đoàn có 5 đại đội, mỗi đại đội có một tấm bảng nhỏ, trên đó chi chít những dòng chữ ghi họ và tên, cùng những dãy số quân đặc trưng của những người lính. Tôi không đếm là bao nhiêu, nhưng tôi biết là khá nhiều, vì bạn bè anh em thân quen của tôi chẳng còn mấy người. Tôi nằm bệnh viện được hơn 1 tháng, vết thương không nặng lắm, chỉ bị phần mềm nên việc điều trị dễ dàng. Vết thương lành đi ngày một thấy rõ, tôi cảm thấy hơi buồn vì sắp phải xuất viện. Những ngày sung sướng sắp đi qua và những gì trong tương lai sẽ lại đến với tôi, hạnh phúc, vui buồn, sướng khổ, an nhàn. Tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều là những gian khổ và nguy hiểm đang chờ đợi tôi, bởi đây là nhiệm vụ của những người lính nhảy dù mà tôi lỡ mang danh là những thiên thần mũ đỏ, những hoa không gian mà người dân miền Nam Việt Nam đã tin yêu trao tặng. Loài hoa ấy đã tuyệt chủng sau 30 tháng 4 năm 1975. Vết thương nằm ở phần mông bên trái, dài có đến gần 15 cm, phải khâu 2 lần mới chịu lành. Lần thứ nhất khâu bằng chỉ thông thường, được mấy ngày thì bung ra. Do tôi vô ý, mỗi lần tắm đẩy nước chảy vào vết thương làm độc thịt bị mưng mủ và chỉ bung ra. Bác sĩ cắt bỏ phần thịt nhiễm trùng đi và may lại lần thứ hai bằng kẽm. Lúc này mới chịu êm. Lý do đau quá tôi ít tắm hơn lần trước. Nếu có tắm cũng tắm sơ thôi. Vì vậy vết thương không bị nhiễm trùng và mau lành. Hôm nay, vào khoảng giữa tháng 5 năm 1971, vết thương đã lành hẳn, trông như một con rết đen thui bò trên mông tôi. Bác sĩ cho tôi xuất viện. Cầm tờ giấy xuất viện trên tay với nội dung nghỉ 7 ngày làm việc như thường lệ. Tôi trình diện đại đội và đổi tờ giấy xuất viện lấy tờ giấy phép nghỉ 7 ngày. Hết phép tôi trở lại đơn vị sinh hoạt bình thường như bao anh em khác. Lúc này vì thiệt hại nặng trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, quân số còn ít chưa bổ sung kịp nên những công việc hàng ngày là làm vệ sinh doanh trại, làm cỏ, lau chùi súng đạn, sau đó là ăn cơm, sáng chiều, xong một ngày và cứ như thế, một ngày như mọi ngày. Trong hậu cứ tiểu đoàn có một câu lạc bộ khá lớn, bán những thứ thông thường như cà phê, bánh kẹo, thuốc lá, mì gói, vân vân. Câu lạc bộ có cái ưu điểm là cuối tháng hết tiền mua thiếu được, và sau đó khi lãnh lương thì trừ đi. Ngoài chức năng mua bán phục vụ cho anh em trong tiểu đoàn, câu lạc bộ còn dùng để tổ chức những buổi học tập chiến tranh chính trị nữa, gọi là câu lạc bộ cho oai, chứ nó chỉ là một căn nhà lớn bằng khung sắt, toàn bộ mái và chung quanh lợp bằng tôn, sức chứa được khoảng 500-600 người, do đó mỗi lần tổ chức học tập anh nào anh nấy mồ hôi như tắm. Một kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi, đó là một lần sinh hoạt của tiểu đoàn 50 chiến tranh chính trị hay việt đoàn văn nghệ trung ương gì đó. Các đơn vị này thường là những chị em nữ quân nhân khá xinh đẹp, hát hay. Họ đến các đơn vị để phổ biến một thông tin nào đó trong quân đội mà những người lính cần biết hay quan tâm. Xen vào chương trình đấy là những bài hùng ca, chiến đấu ca. Những bài hát nội dung ca ngợi lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người lính. Những nữ quân nhân ấy, họ được gọi chung một cái tên là cán bộ chính huấn. Hôm ấy trong câu lạc bộ nóng như lò nướng bánh mì, Hồng Vân xinh đẹp đang hát một bài gì đó tôi không nhớ tên. Ngồi dưới cùng với bạn bè nghe hát, tôi thấy mồ hôi nhễ nhại chảy ướt cả mặt. Tôi nghĩ bằng cách nào đó phải chọc ghẹo Hồng Vân mới được. Và tôi thực hiện ý đồ ngay. Khi Hồng Vân vừa hát xong, những tràng pháo tay chưa dứt thì tôi giơ tay có ý kiến. Thiếu Quý Long, trưởng toán cán bộ chính huấn mời tôi lên và hỏi: "Anh Giang có ý kiến gì?" Tôi nói:
Nãy giờ tôi thấy Hồng Vân hát hay quá, nhưng tội nghiệp mồ hôi nhễ nhại thế kia làm sao hát được nữa. Thiếu Quy Lâm cười to và nói, ha, hay đó, mời anh Giang lên đây, muốn làm một cử chỉ đẹp gì đây cho Hồng Vân phải không? Tôi hăng hái len lỏi qua các bạn bè để đi lên trong tiếng vỗ tay tán dương không ngớt. Thiếu Quy Long bảo tôi giới thiệu về mình, đại khái tên tuổi cấp bậc đơn vị, lính mà chỉ có vậy thôi. Thiếu Quy Long hỏi tôi, Hồng Dân đang nghe anh nói hay đó, bây giờ anh muốn nói gì nói đi. Tôi cười, im lặng vì mắc cỡ khi đối diện với Hồng Vân. Ở phía dưới, bạn bè nhao nhao hò hét cổ vũ, thỉnh thoảng ai đó hít gió vang cả hội trường. Thấy tôi im lặng, Thiếu Quy Long đưa micro cho tôi và mách nước. Nhảy dù sao mà nhát vậy? Nói rồi ông lôi Hồng Vân lại kế bên tôi như muốn rung lên. Ông nói, bây giờ anh làm một cuộc phỏng vấn cấp tốc Hồng Vân nha. Đại khái là anh hỏi xem Hồng Vân bao nhiêu tuổi, có chồng con gì chưa, xin địa chỉ KBC. Tôi lý nhí làm theo chỉ dẫn của ông xong, trả micro lại lật đật đi xuống. Ông không tha, lôi tôi lại đứng gần Hồng Vân và nói, chưa xong mà, ý kiến của anh chưa được thực hiện, bây giờ ý anh là sao? Mồ hôi vẫn còn trên má Hồng Vân kìa. Ở dưới lại lao sao la ó sau lời nói của Thiếu Quý Long. Lao mồ hôi cho Hồng Vân đi Giang ơi. Đúng rồi, làm đi Giang ơi. Tôi càng run hơn sau những câu la ó của bạn bè. Tôi đứng như trời trồng và chỉ cười. Đến thiếu tá tiểu đoàn trưởng của tôi và các sĩ quan ngồi tham dự ở hàng ghế trên cũng không nín cười được trước vẻ lúng túng của tôi. Chắc các vị chỉ huy của tôi nghĩ lính của mình đánh giặc thì lì liều, thế mà đứng trước một cô gái thì sao lại yếu thế. Thấy tôi bất động, Thiếu Quý Long nhắc, sao anh Giang quyết định chưa? Không á, tôi gọi người khác. Tôi gật đầu, thò tay vào túi quần lấy khăn mù xoa ra giơ lên định lau mặt cho Hồng Vân, nhưng Thiếu Quý Long không buông tha. Ông nói, vậy làm sao mà lau được, một tay luồn dưới tóc đỡ sau gáy, ôm đầu dựa vào ngực, một tay lau mặt, thế mới lau được chứ. Tôi trong lòng thì thích lắm, nhưng lúc đó tôi muốn động thổ, chỉ muốn xuống dưới ngồi cho xong, mắc cỡ chết đi được. Tiếng la hét càng vang to hơn nữa, vỗ tay khuyến khích tôi ngày một lớn hơn không dứt. Tôi và Hồng Vân cứ nhìn nhau cười, có lẽ Hồng Vân cũng thấy tôi nhút nhát thật. Không còn cách nào khác, tôi đành làm theo như Thiếu Quý Long chỉ dẫn. Khi tôi bắt đầu thực hiện, đưa tay quàng qua vai, luồn dưới tóc Hồng Vân thì phi hồng. Chị trưởng nhóm tiến lại bên tôi nói khẽ, anh Giang lau nhẹ nhẹ thôi, tụi em phụ nữ son phấn, anh lau mạnh quá trôi hết, đi kỳ lắm. Tôi lau nhẹ khuôn mặt Hồng Vân trước sự la ó của đồng đội, hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc. Tôi ôm đầu Hồng Vân dựa vào ngực mình mà người như muốn rung lên. Thật tình lúc bấy giờ, nhìn khuôn mặt con gái của Hồng Vân đẹp và dễ thương, tôi cũng thèm và ao ước được hôn cô ấy. Tim tôi lúc đó chắc là đập mạnh dữ lắm, tôi không nhớ được cảm giác của tôi lúc bấy giờ trong tình huống ấy. Ở dưới bạn bè có tiếng la ó, Hồng Vân đi Giang ơi, Hồng Vân đi Giang ơi. Tôi càng quýnh lên, vội hôn nhẹ Hồng Vân, buông ra và đi xuống như chạy trốn. Cả hội trường cười vang như muốn vỡ tung bởi những tràng pháo tay cổ vũ. Thiếu Quý Long chưa để tôi yên thân, ông gọi tôi lại và hỏi khẽ, nhớ họ tên KBC chưa? Tôi trả lời, nhớ à, Phi Thị Hồng Vân KBC. Gần một năm sau, tháng 4 năm 1972, mùa hè đỏ lửa, bỏ căn cứ Delta Trạc Ly tại mặt trận Công Tâm. Trên đường chuyển quân trúc về Sài Gòn để đánh chiếm lại An Lộc, tôi tình cờ gặp đơn vị của Hồng Vân cũng đang trúc về Sài Gòn. Cuộc hội ngộ quá bất ngờ hy hữu. Anh trai Hồng gái Thiền Quyên, tôi quay Hồng vào phong trần trong bộ quần áo hoa rừng, lấm lem bụi đất, những trang bị quân sự dày đặc trên người. Bạn bè của Hồng Vân cho tôi biết chuyến công tác này Hồng Vân không đi, buồn 5 phút. Tôi thường xuyên thư từ với Hồng Vân cho tới khi tôi lấy Đan Thùy làm vợ. Đan Thùy biết được việc này cấm không cho tôi viết thư cho Hồng Vân nữa. Lúc đó tôi mới hết liên lạc với Hồng Vân. Giờ đây ngồi viết lại những dòng chữ này, tôi vẫn có cảm giác như sự việc chỉ mới xảy ra hôm qua. Một kỷ niệm đáng yêu, khó quên trong đời lính của tôi. Không biết giờ này Hồng Vân đang ở đâu và có nhớ kỷ niệm này như tôi không? Hay...
Đến nay, tiểu đoàn đã được bổ sung thêm quân số tương đối đầy đủ, trên dưới 600 người. Không khí sinh hoạt ồn ào hơn nhiều so với ngày mới ở chiến trường Hạ Lào về. Có điều là lính mới nhiều quá, bạn bè thân quen chẳng còn lại mấy người. Nhưng lính mà em, trước lạ sao quen rồi đâu cũng vào đấy. Sân cờ tiểu đoàn hôm nay nhộn nhịp khác thường, lính trắng hôm nay cũng ăn mặc sạch đẹp hơn mọi ngày, giày mắt bóng lộn. Tôi cũng thế, hôm nay sáng sủa hơn mọi khi, đâu đó trong tôi phảng phất một niềm kiêu hãnh, tự hào. Đặc biệt hôm nay tôi không phải mang súng và đứng riêng biệt trong top những anh em được gắn huy chương của quân đội Hoa Kỳ khen tặng, điều mà tôi nằm mơ cũng không có được. Tất cả các đại đội, quân số tập trung ở sân cờ tiểu đoàn đầy đủ, hàng ngũ chỉnh tề. Sau khi tập dượt những nghi thức chào đón, vị cố vấn Mỹ, sĩ quan cao cấp từ Bộ Tư lệnh Sư đoàn đến gắn huy chương cho những anh em xuất sắc trong mặt trận Hạ Lào, tất cả im lặng chờ đợi. Trong cái nắng chói chang của Sài Gòn buổi sáng, dưới chân cột cờ tiểu đoàn, toán được gắn huy chương Mỹ khoảng 40 người, sĩ quan có, hạ sĩ quan có, binh sĩ có, đứng theo thứ tự mà các loại huy chương mình được lãnh nhận, tôi nằm lọt giữa trong top đó. Khoảng gần 10 giờ, chiếc xe Jeep bóng lộn chạy vào bộ chỉ huy tiểu đoàn. Thiếu tá Mạnh, quyền tiểu đoàn trưởng và sĩ quan ban ba tiếp vị thiếu tá cố vấn Mỹ. Ngoài sân cờ, tất cả đã nghiêm chỉnh chờ đợi. Thiếu tá Mạnh, vị cố vấn Mỹ và đoàn tùy tùng tiến ra sân cờ. Ba anh bưng những chiếc gối bông màu đỏ, trên đó đủ loại màu sắc xanh đỏ vàng tím của các loại huy chương. Sau phần nghi lễ, thiếu tá Mạnh đi trước, giới thiệu từng cá nhân một. Xong, vị cố vấn Mỹ theo sau đến gắn huy chương cho người lính ấy, cứ như vậy cho đến hết. Tôi hồi hộp chờ đến lượt mình, niềm kiêu hãnh tự hào như nhảy múa trong tôi. Bởi lúc này lon của tôi mang quá nhỏ, hạ sĩ. Huy chương mà tôi được lãnh nhận là một ngôi sao đồng kèm chữ V, Bronze Star Medal with V Device. Mặc dù tôi cũng đã có vài huy chương của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rồi, nhưng phải công nhận huy chương của quân đội Mỹ đẹp và gọn hơn. Huy chương của tôi có hai màu đỏ đậm, nằm hai bên là màu xanh nước biển nằm chính giữa. Một ngôi sao đồng to toàn ten phía dưới và chữ V màu vàng tươi nằm trên nền màu xanh nước biển. Chữ V viết tắt của chữ Victory, chiến thắng. Đặc biệt, tất cả nằm trong một hộp vải nhung màu vàng. Ngoài huy chương đeo ngày lễ lớn, ngày làm việc bình thường còn có cả huy chương đeo khi mặc thường phục. Cuộc hành quân Lam Sơn 719 với 45 ngày và đêm trên đất Hạ Lào, tôi được nhận đến 5 phần thưởng cụ thể: chiến thương bội tinh, chiến trường ngoại biên bội tinh, ngôi sao đồng Hoa Kỳ, chiến sĩ xuất sắc Hạ Lào, thăng cấp hạ sĩ nhất, điều mà tôi không nghĩ đến, bởi vì tôi mới thăng cấp hạ sĩ tháng 10 năm 70, trung bình hạ sĩ lên hạ sĩ nhất nhanh lắm cũng 2 năm, tôi mới có 6-7 tháng. Nhận lãnh những phần thưởng cao quý trong quân đội, trong đời binh nghiệp của mình, là người lính ai lại không mong muốn điều đó. Nhưng oan nghiệt và chua xót quá khi mình hãnh diện lãnh nhận những phần thưởng cao quý đó, không biết bao nhiêu xương máu sinh mạng của bạn bè đồng đội và chính cả bản thân mình đã phải đổ ra để tô đậm màu cho những loại huân chương, huy chương và sự kiêu hãnh đó. Nhìn trời cao lồng lộng, những đám mây xanh trắng lơ đãng bay về một nơi vô định nào đó, tôi thầm cảm ơn đồng đội, bạn bè, những người đã hy sinh để tôi có được sự vinh quang và niềm kiêu hãnh ngày hôm nay. Vài ngày sau, khi tôi được gắn huy chương của quân đội Hoa Kỳ trao tặng, sáng nay tôi nhận được thông báo. Đúng 8 giờ sáng mai, quân phục chỉnh tề có mặt tại văn phòng đại đội, để xe chở qua Bộ Tư lệnh Sư đoàn đi tham dự đại hội nhạc trẻ do báo Diều Hâu tổ chức tại sân vận động Hoa Lư trình diễn cho các anh em chiến sĩ xuất sắc trở về từ chiến trường Hạ Lào, kèm theo lời dặn, có bao nhiêu huy chương đeo hết. Nghe thông báo như vậy tôi vui nhưng cũng hơi ngạc nhiên, bởi tôi mới được là chiến sĩ xuất sắc tháng 10 năm 1970, Trung tướng Đỗ Cao Trí tư lệnh quân đoàn 3, tặng một đồng hồ Senco 5 và đơn vị cho đi học. Bây giờ, 7 tháng sau,
Tôi lại một lần nữa là chiến sĩ xuất sắc, quá nhiều may mắn trong đời lính của tôi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo trong hai cuộc hành quân lớn, tại Campuchia đánh thẳng vào cục R, cơ quan đầu não của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, ở Lào đánh vào đường mòn Hồ Chí Minh, hay còn gọi là đường chính Nam Lào, con đường tiếp tế vận chuyển xâm nhập vào lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Nói là có bao nhiêu huy chương đeo hết cho oai, chứ thật ra lúc đó tôi mới chỉ có 4 huy chương thôi, trong đó hết 3 là chấn thương bội tinh, nghĩa là tôi đã bị thương hết 3 lần. Nhưng lon thì tôi lên khá nhanh, mới 3 năm trong nhảy dù mà tôi đã bò lên hết hàng binh sĩ và chuẩn bị lên hàng hạ sĩ quan, điều người lính nào cũng mơ. Tập thứ 7 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ 8.